AZ, he needs one fireball. So better than the Fizzy. Yan and Matsu. Cuối tháng 9 làm quốc final mà em. Năm nay đánh cuối tháng 9 này, cuối tháng 10 gì đấy. Có lịch trình từ đầu năm họ đã thông báo rồi mà. Tomorrow, I love you. Tomorrow. Cái gì ăn đấy em? Qua. Yan, Peggy. Petro, Pandora và Mohamed Sly thực sự thì khá là hay khi mà ba cái champion vừa rồi thì đều Mohamed Sly đều ăn. Và Mohamed Sly ăn cái champion đầu tiên đúng không? Petro ăn cái champion thứ hai, thực ra là không phải champion thứ hai mà là Petro về nhì thứ hai. Nhưng mà do Mohamed Sly đã có được cái vé rồi nên là đẩy về xuống. Đẩy xuống cho Petro, cho Pandora, cho Petro. Và một cái nữa là Petro, Pandora cũng là một trường hợp tương tự như vậy. Cũng đều bị thua dưới tay của Lai, nhưng mà Lai đã có vé vàng rồi. Nên là hai người còn lại về nhì là được có vé vàng. Mình không chơi game nhiều ở thời điểm hiện tại, nhưng mà mình cái việc mà cái tình hình về World Final mình quá nắm bắt quá rõ. Khó lắm em, cái mùa vừa rồi, cái đợt vừa rồi nhá, Muji đánh với Mohamed Sly mà em biết như nào không? Mohamed Sly đưa xuống top thua luôn, đưa xuống nhánh thua và cuối cùng là Mohamed Sly, à, cuối cùng là Muji bị thua bởi ông nào nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Nhưng mà rất là đáng tiếc khi mà Muji bị rơi xuống nhánh thua quá nhanh. Bởi vì là xuống nhánh thua càng sớm bao nhiêu thì càng bất lợi bấy nhiêu. Thì phải đánh rất nhiều, phải bước qua, vượt qua rất nhiều đối thủ. Hello guy, how are you today? I see 19 people are watching right now, but nobody comments, only B. Còn Bedfast Archer. Hello 47 13. Let's go Yan. Stop one. Ba Ark. So we have to get Remy Ali. Okay. Bom Roy Hawk thực sự rất sợ Bomb Tower. Mặc dù là có Earthquake đấy, nhưng mà thực sự là rất sợ. Bởi vì đâu có thể cách kéo được Active Winter Tower, các bạn nhìn thấy không? Active Winter Tower đấy. Hello. Ui, sao lại có 2 người comment trong khi 40 người xem nhỉ? Sự là buồn chán. Hey guy, can you say something? I saw only 2 people drop a comment. Lâu lâu livestream được 40 người xem. Phúc bạn. Respect for 40 people watching right now. À, xem xong good night á. Ôi giời ơi, tại sao lại đổi Facebook, à đổi cái tên này. Đau lắm rồi đồng. Lần livestream cuối cùng của mình vào 10 tháng 3 ngày 4 tháng 3 năm 2023. À, cách đây 4 tháng, 3 tháng, 4 3 mùa giải. Excited for Slot Rider later, bro. Ah, the next season, bro. Next season, we will have Slot Rider. We will have the
a lot of gold. Mr. T chứ. Mr. T chứ không phải là Matty. Matty à? Rồi rồi rồi, nhớ rồi. Mặc dù lâu lâu không xem, không comment nhưng vẫn nhớ, đúng không? Em Mr. T. Nghe giống kiểu rapper. Oh my god, it's long long time bro. My channel didn't up increase subscriber. All way down, 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 down. I'm stuck here. By the way, the my passion in the game. Wow. This in the game, I'm feeling a down every day. Ah, Matty. Rồi. Hello chính, lâu lắm mình xem lại, lâu lắm mình cũng mới quay lại và stream đây. Nghe cũng rất là vui khi mà có 4 anh em, 5 anh em Việt Nam ở đây và xem live stream của mình. Thực sự thì cũng lâu lắm rồi mình cũng chẳng chơi game đâu anh em ạ. Mình cũng chỉ vào quay mấy game xong mình up lên YouTube cho kênh nó đỡ bị đỡ bị trống thôi. Chứ còn mình cũng không có thời gian, thực sự là phải nói là không có thời gian để chơi. Còn mình cũng không có đam mê để chơi game mình nữa rồi. Nhưng mà do vì tại vì là cái app này thì chẳng biết đi đâu được. Mà gọi là tâm huyết ấy. Nên là thôi cứ chơi vậy thôi. Khi các bạn dành nhiều thời gian cho cái game ấy, cho một cái gì để đam mê thì cái đam mê nó phải ra tiền. Nhưng bây giờ thì cái đam mê này nó không làm ra tiền, nó vẫn làm ra tiền đấy nhưng mà nó không còn gọi là không còn làm đủ nuôi sống nữa. Nên là lạc. Thiên đạo, lạc. Gian Quân. Ngày xưa game khi mà Jans Hika. Who will win? Wow, alo. Let's go, Yan, you can do it.
Good job. Hay quá nhỉ. Yans. Some ambassador. Okay. I miss Hawk with us. Me too. But I don't have time to play, bro. Sorry about that. So. Okay, we have 15 minutes left, and see you guys in the next stream, next season. We will have a new meta, and we will have new. One shot Archer Queen, good. Anh chắc vậy, chắc một tháng nữa anh mới live stream ấy. Tại vì là bây giờ nhá, một cái kế hoạch nữa là tại vì là con anh bây giờ là về quê mất rồi, về ở với bà nội. Vì vậy là cuối tuần mình sẽ Ok, let me check Remy after that, for sure. Cuối tuần thì hai vợ chồng sẽ chạy xe máy về quê để Thanh Hóa, đi cho nó thoải mái, cho nó nhanh hơn. Còn đợi xe về Thanh Hóa thì tầm tầm thì chuyến sớm nhất là 7 giờ sáng mới về cơ. À, về 2 ngày cuối tuần nên là tranh thủ vậy về sớm. Mình hôm trước là mình đi về đêm sợ lắm. Về đêm thì mình hơi khó. Hôm sau mình quyết định làm thôi về sáng sớm vậy. Về sáng sớm mình nó ít xe, chạy nó nhanh hơn mà nó sáng nữa. Chứ chạy ban đêm các bạn sợ lắm. Đêm vẫn là sợ hơn là ban ngày. Stream 1 2 tiếng á. Okay, let me check Remy in the next game. I'm not sure if we will play or not. Tôi rảnh stream 2 tiếng, thực sự thời điểm này bắt đầu từ cái đợt mà anh nghỉ stream ấy, là anh nó có một công việc khác rồi. Nên là khó, hai stream cũng là khó. Nên thôi lúc nào thôi hứa với anh em là thôi cuối đâu đó là cuối stream cuối mùa thì có là hứa thôi. Lâu lâu gọi là giữ lại cái tinh thần để chơi game mà thôi. Anh là ngoài rồi, vừa làm công ty vừa làm ngoài đó. Nói chung là được, cũng may mắn là nhận được cái job ngoài. But no, Rado still play. I just watched his gameplay on my channel right now, one hour ago, you know. You can go back.